Hi, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình xin cập nhật cho các bạn giá cũng như khuyến mãi của một sản phẩm rất là mới đến từ nhà Vivo. Đó là Vivo V40 Lite, một sản phẩm mới và đang được mở bán tại Thế Động và được khách hàng rất là ưa chuộng các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ trên tay nhanh và cập nhật cho các bạn giá cũng như khuyến mãi của Vivo V40 Lite. Đây là con Vivo V40 Lite các bạn, màu bạc. V40 Lite hiện tại các bạn mua thì nó sẽ có 3 cái phiên bản màu cho các bạn lựa chọn. Một màu như mình đang có trên tay là màu bạc. Nó sẽ có màu đen và màu tím các bạn nha. Và đặc biệt là cái phiên bản V40 Lite màu bạc này, khi bạn ra nắng nó sẽ chuyển tiếp thành màu xanh, cực kỳ đẹp và lạ mắt luôn các bạn nha. Và chỉ có con V40 Lite màu bạc nó mới có tính năng này. Thì hiện tại V40 Lite nó sẽ có một phiên bản duy nhất là RAM 8, bộ nhớ 256GB. Các bạn mua thì nó sẽ có giá là 8.490.000 và hiện tại nó đang được giảm trực tiếp là 300.000, là còn 8.190.000 ha. Hiện tại các bạn mua sẽ được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, tặng thêm được 1 năm bảo hành chính hãng các bạn. Là hiện tại các bạn cái máy mua bảo hành là 1 năm, tặng thêm 1 năm nữa các bạn sẽ được bảo hành chính hãng là 24 tháng 2 năm các bạn nha. Và đặc biệt là trên con V40 Lite này, hiện tại bên hãng sẽ hỗ trợ các bạn miễn phí thay pin trong vòng 4 năm. Kể từ ngày các bạn mua nha, thay pin miễn phí 4 năm trong vòng 4 năm. Khi mà hiện tại pin các bạn sử dụng á thì nó hiệu năng trên máy là hiệu năng trên con pin này sẽ là 100%. Đây, hiệu năng trên máy tối đa là 100%, pin tận 100%. Khi các bạn mua và các bạn sử dụng trong thời gian 4 năm, nhiều khi mà pin trên đây nó hiệu năng tối đa còn thấp hơn 80%, thì các bạn sẽ được hãng thay pin miễn phí, không có tốn phí trong vòng 4 năm đó các bạn nha. Hiệu năng pin còn dưới 80%, khi gửi hãng thì sẽ được lại pin miễn phí, không có tốn tiền. Rồi, V40 Lite này thì các bạn mua sở hữu màn hình ở đây là 6.7 inch với con chip là Qualcomm 685 và độ phân giải màn hình con này là Full HD cộng. Tần số quét màn hình là 120Hz các bạn nha. 120Hz với màn hình là AMOLED rất là đẹp, sắc nét luôn. Và V40 Lite này hiện tại nó sở hữu RAM 8, bộ nhớ 256GB. Nó hỗ trợ công nghệ mở rộng RAM thêm 8GB nữa các bạn. Tức là các bạn sử dụng tối đa là 16GB RAM trên con V40 Lite này. Camera chúng ta sẽ có camera selfie lên đến là 32MP. Hai camera phía sau với cam chính là 50MP và một camera phụ độ phân giải là 2MP. Và ở đây nó sẽ có thêm một cái vòng sáng gọi là vòng sáng Aura, cái vòng sáng đặc trưng trên dòng Vivo các bạn nha. Vivo V40 Lite sẽ sở hữu viên pin là 5000mAh và nó hỗ trợ sạc nhanh 80W các bạn. Sạc cực kỳ nhanh luôn ha. 80W thì các bạn sạc đâu đó tầm khoảng 45 phút là đầy các bạn. Siêu nhanh. Thiết kế vuông với các cạnh rất là đẹp nha. Màu bạc titan. Che luôn. Rồi, các bạn hiện tại mua thì giá là 8.190.000, tặng thêm 1 năm bảo hành chính hãng là bảo hành 2 năm, miễn phí thay pin trong vòng 4 năm. Con V40 Lite này hiện tại các bạn mua nó sẽ có chuẩn kháng nước kháng bụi là IP64 ha. Và có một điều đặc biệt là nó sẽ có cảm ứng thông minh tay ướt, tức là khi bạn tay các bạn ướt thì bạn có thể vuốt trên màn hình sử dụng thoải mái bình thường ha. Âm lượng trên con V40 Lite này lên đến là 300% với loa kép các bạn nha. Rồi thì mình vừa trên tay nhanh cũng như cập nhật cho các bạn giá khuyến mãi của Vivo V40 Lite tại Thế Động ha. Các bạn có thắc mắc gì cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ phản hồi lại sau. Nhớ nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video cập nhật giá mới nhất nha. Bye bye.